xưởng sản xuất máy thép phẩm Hoàng Quân xin kính chào khách. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu người đây là dòng nồi tráng bánh cuốn, bánh ướt hoặc là bánh phở hoặc là bánh đa. Thì ở đây đang có rất là nhiều những cái mẫu mã từ nhỏ đến to. Nhỏ nhất là nồi 30, còn to hơn thì có thể là đặt hơn cả con này là con 50. Anh em cứ đặt là bên mình sẽ có những cái phương án làm cho mọi người. Để giới thiệu chuyên sâu về một cái máy nhé mọi người nhé. Hiện tại là mình đang sử dụng cái này. Đây là dòng 35cm và hiện tại là mình đã đổ nước vào và đang đun, nó đã sủi rồi, đã chuẩn bị để có thể là chuẩn bị tráng bánh cuốn cho mọi người. Mọi người có thể nhìn nhá, có vòi này, hai cái núm màu đen đấy, thì nó sẽ là cái núm điều khiển hai thanh nhiệt ở bên trong này. Trong trường hợp mà đông khách, anh em bật hết tất cả tối đa lên cả hai thanh, còn trong trường hợp mà vắng khách ấy, tắt bớt một cái đi đấy. Còn phía đằng sau này sẽ có một cái ống thăm đổ nước vào nhé. Ví dụ mọi người có thể nhìn đây, chúng ta đang nhìn thấy mực nước này thì lúc nào cũng đảm bảo ok rồi, không vấn đề gì. Nhưng mà trong trường hợp mà hết nước thì anh em có thể đổ từ đây vào trong, chứ không việc gì phải gỡ khuôn ra cả. Và lưu ý cho mình một điều, thanh nhiệt lúc nào cũng phải ngập nước nhé mọi người nhé. Còn không ngập nước nó sẽ xé, mọi người sẽ phải mua đấy. Đây là cấu hình ở bên trong, và đơn giản là như thế này thôi. Mình sẽ may vải sẵn cho mọi người và gửi cho mọi người một cái que để tráng bánh. Đây thì hôm nay mình cũng thực tế luôn cho mọi người biết. Bột này thì hiện tại mình đã pha xong rồi. Mình đã pha xong rồi, cái bột này thì anh em tự pha tự chế nhá, chuẩn bị hết tất cả. Rồi nước mắm, nước chấm, nước dùng rồi. Đây là mộc nhĩ với cả thịt này. Rồi thì hành phi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực tế nhá, để mọi người biết. Nước cứ sủi rồi, chúng ta bắt đầu tráng bánh cuốn này. Cái này nó là kỹ năng nhá, mình cũng trao đổi luôn, mình không phải chuyên nghiệp, mình chỉ là nghiệp dư thôi. Nên là tráng bánh cuốn này cho mọi người xem chiếu là Kia sang cái dòng nồi tráng bánh cuốn này. Chúng ta đậy lại đợi một lúc, sau đó thì chúng ta sẽ lấy ra. Thì trong quá trình này mọi người nhìn kỹ nhá, có thể làm liên tục được. Có những anh chị mà bên chuyên nghiệp ấy, họ chuyển hai nồi làm lia lịa luôn, làm xong cho người khác cuốn nó hay nhanh hơn. Chúng ta đợi một lúc là chúng ta sẽ có thể mở ra được. Nguyên liệu chuẩn bị sẵn đây, rau, riếc, chả, chả quế, ai thích cho chả nào thì chả, chả miếng, nước chấm, có cả đu đủ, rau sống. Ai thích ăn ớt thì có cả ớt ở đây nhá. Chúng ta sẽ cho một ít dầu vào tay cho nó cuốn dễ hơn, với cả dầu lên cái tấm này nhá. Cái tấm này mọi người cứ chuẩn bị cho nó sạch sạch một tí. Ra, lấy ra này. Cái lấy này anh em cao tay hơn thì có thể lấy đẹp hơn nhá. Khi mình thì mình cũng dư, mình cứ lấy như thế này như bình thường thôi. Lấy ra, trải ra đây. Ok. Đổ mẻ khác vào. Chúng ta đậy vào. Cái này thì tôi đang bật hết tất cả các công suất lên rồi, thế nên là tốc độ của nó sẽ nhanh hơn. Chỉ cần mình cuốn bên này xong cái là chúng ta có thể mở bên này rồi nhá. Khi cuốn cái này mọi người nhớ là càng chặt tay thì nó sẽ càng ngon nhé mọi người nhé. Chặt tay vào thì nó sẽ ngon hơn. Nó phải làm liên tục. Phải làm liên tục nhé anh em nhé. Giải ra. Cái khuôn này là khuôn 35. Anh em cuốn mà đẹp hơn có thể mở rộng hơn. Mình đang cuốn nó không được chuyên nghiệp lắm nên không dám làm to hơn. Chúng ta cho vào như thế này thôi. Cuộn lên. Chúng ta bắt đầu cuốn. Cố gắng chặt nhất có thể nhé. Thử hai cái rồi này. Xong cái này đã chín rồi. Chúng ta đặt cứ lấy luôn. Lấy liên tiếp luôn. Khi anh em mà muốn làm nghề này thì chúng ta mua một cái
loại 35 hoặc là 40cm nhá, thì là sử dụng cho bên bánh tráng, bánh cuốn, loại kinh doanh. Còn nếu mà anh chị em mà làm bên gia đình thì lấy con bé bé này thôi này, con 30 này, cái bé xinh xinh này, để trong nhà nó hợp lý hơn. Có vẻ cho hơi nhiều, cho ít lại. Của nhà ăn mà, nên là em cũng không tiếc, cứ làm nhiều lên. Chặt tay vào nhé mọi người nhá. Đó là được 3 miếng rồi này. Xong cái là chúng ta lại quay sang bên này, rất là nhanh. Cái này là cắm bằng điện, thế nên là anh em thoải mái nhá. Cắm bằng điện, không phải dùng bếp than như hồi trước nữa. Nhờ chúng ta chơi điện. Về kỹ năng mọi người nhìn cái miếng của mình đây, nó sẽ hơi dày đấy, nên là cao tay hơn thì có thể tráng mỏng hơn. Nó tráng như thế này thôi, quẩn nó lại. Có những người người ta không làm cái đấy, người ta làm nhanh hơn, người ta quét xong gấp đôi, đấy là xong. Đây là bốn cái này này, bốn cái xong lại quay sang. Chúng ta sẽ làm đến cái thứ 5, cái thứ 6, chia cho đủ bộ, đủ mâm. Lỡ tay một cái mà nó lại gập rồi, không vấn đề gì anh em nhé. Gập xử lý kiểu gập. Gập cho lại xử lý kiểu gập. Chưa khéo tay thì nó sẽ bị như đấy. Mình cũng nói luôn rồi. Mình nghiệp dư thôi, chứ không phải là dân chuyên nghiệp bán hàng. Chuyên bán hàng bánh cuốn làm người ta làm mỏng bay luôn, ăn ngon phê luôn nhá. Sau đó thì nước mắm nước chấm đây, chúng ta làm thêm một cái nữa nhá. Xong rồi bắt đầu là hướng dẫn chi tiết hơn về các sản phẩm của bên mình để anh em biết và lựa chọn. Nhưng mà nhớ nhá, muốn gì thì muốn cứ gọi điện tư vấn, đấy là dễ nhất. Mình cũng bảo luôn, alo đến hỏi nhờ bên mình tư vấn cho thì nó sẽ dễ hơn. Dễ hơn là cái việc mà anh chị em không biết gì thì mua trong đến nước nó lại bảo nhỏ quá to quá nó cũng không hay. Chúng ta sẽ để mở như này và bắt đầu đi giới thiệu mọi người nhé. Như vậy là chúng ta đã được một đĩa gồm 6 miếng. Cái này thì anh em cắt nhá, cắt ra to nhỏ như là tùy. Nước chấm đây rồi, có cả đu đủ đây rồi, hàng chấm để rau giết các thứ thật cẩm linh tinh. Rồi bây giờ mình sẽ tư vấn lại về các cái máy nhá. Xin phép là tháo hết găng tay ra để giới thiệu mọi người này. Mọi người lưu ý cái phần này này, ít cách tắt bỏ nó đi, tắt bỏ một cái đi để sử dụng. Một, ok, không biết pha chế thì có thể là đi mua ở trong siêu thị, hoặc là biết pha chế rồi cần đến cái máy xay bột nước. Ok, alo em, có máy nghe. Bây giờ là đây là con 50cm này, 45, 40, 35, 30, sử dụng cho tất cả các cái mục đích mà anh em đang cần. Nếu mà ai có điện 3 pha thì có thể là đặt khác, mình có thể là làm cho mọi người bằng con 3 pha. Nhưng mà nếu mà anh em mà điện 110 thì mình cũng xin phép luôn là mình không xử lý được điện 110 cho mọi người nhá. Đây mọi người nhá, chúng ta đi chuyên sâu vào một cái nồi 30-35 này đi, cho mọi người xem về cấu tạo bên trong của nó như nào cụ thể. Đấy, đây là cái khuôn này. Cái khuôn này mọi người lưu ý là mình sẽ căng vải ra đây sẵn cho mọi người, rồi đặt vào như thế này, giống như cái kia. Đơn giản thế thôi. Còn đây sẽ là cái thanh nhiệt, hai thanh nhiệt nhá, hai thanh nhiệt 2kg mình đang sử dụng. Đấy, xong bắt đầu đây là cái gọi là cái điều chỉnh nhiệt, nó sẽ tự động ngắt hoặc tự động mở để làm cái hệ thống tự động cho mọi người. Rồi khi nó đun lên nó sẽ sủi sùng sục lên, và cái mực nước cũng mà cũng sẽ phải ngập cái thanh nhiệt này
tối thiểu là phải ngập thanh nhiệt nhá. Xong đó thì mọi người có thể nhìn được bên này với ra bên ngoài, thì thường thường mình hay làm đến nửa cái này, nửa cái phễu này, thì là nước nó sẽ ở mức này và nó sẽ sủi sùng sục lên. Như thế nó sẽ đơn giản hơn cho anh em. Đấy. Đây cũng nồi thế thôi, chỉ cần chụp lên như thế này. Đấy thì hôm nay giới thiệu với mọi người tất cả cái dòng nồi tráng bánh cuốn, bánh ướt, bánh phở, bánh đa. Cái kỹ năng hay là như nào đấy thì mọi người có thể mua về và làm theo. Thì đây là một cái mà khá là nhiều anh chị đã quên. Nói chung là ít được thưởng thức và cũng muốn tự làm tự tay làm tại nhà. Thì xin giới thiệu mọi người đây là phần tráng bánh cuốn. Anh chị em có nhu cầu vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên video, hoặc là vào website maythucphamhoangquan.com. Trên đấy có tất cả hình ảnh, giá bán, thông số chi tiết đều ở trên đấy hết. Anh em có thể đặt trực tiếp qua website. Rồi, clip đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào.